linh rất vui lòng để ở trên cộng đồng quý vị. Amen. Thần của Chúa vận hành trên mặt nước, nhưng mà thần của Chúa sẽ vận hành trên con người, con lời Ngài. Và ai trong chúng ta là những người sẽ nói rằng Chúa ơi, con sẽ để Ngài vận hành trên con. Hội thánh nào sẽ nói rằng Chúa thánh ơi, Ngài tự do hành động trên hội thánh này. Amen. Thế hội thánh không phải của con mà là hội thánh của Ngài. Amen. Chúc mừng này không phải là của con mà là chúc mừng của Ngài. Amen. Cuộc đời không phải là của con mà là cuộc đời của Ngài. Amen. Thánh Linh, Ngài hoàn toàn kiểm soát cuộc đời của con. Amen. Thánh Linh ơi, con mong đợi Ngài, con khao khát Ngài, con tin kiếm Ngài, xin hãy tự do hành động trên con. Amen. Nếu ai trong quý vị là người sẵn sàng làm điều đó, xin quý vị hãy đứng lên. Đã đến lúc chúng ta cần thưa vâng với Chúa. Quý vị đã amen trong lời của Chúa sáng hôm nay, nhưng tôi muốn là quý vị sẽ amen với điều Thánh Linh phán quý vị tốt của sáng hôm nay. Mọi người chúng ta hãy cúi đầu xuống và hãy cầu Chúa Ngài muốn con này để thần của Chúa để vận hành trên con. Cho nên là Ngài muốn con làm gì để thần của Chúa có thể vận hành trên hồn thánh của Ngài, linh của Chúa để hành động trên hồn thánh Ngài và khiến cho hài cốt khô được sống lại. Chúa Thánh Linh ơi, ngoài Ngài con không làm được gì hết. Chúa Thánh Linh ơi, con cần Ngài. Hãy nói với Chúa con khao khát Ngài. Thánh Linh, con khao khát Ngài. Con muốn làm đẹp lòng Ngài chứ không muốn làm đẹp lòng xác thịt của con.
bên trên này. Chúng tôi cầu nguyện cho quý vị trước và sau đó chúng ta sẽ cầu nguyện cho nhân sự tân kim của mình. Thì dầu của Chúa đổ ở trên đầu không trong áo được lãnh đạo. Thank you.